Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc ám sát hụt ông Trump vừa xảy ra để điều tra động cơ gây án của nghi phạm Thomas Groups, 20 tuổi, cơ quan an ninh đã tìm hiểu các hoạt động của nghi phạm trước vụ tấn công, phỏng vấn người thân, kiểm tra tài khoản mạng xã hội, lục soát tư gia, vân vân Họ cũng bẻ khóa điện thoại và máy tính của Cruz, ra soát dữ liệu và lịch sử tìm kiếm trực tuyến. Bên cạnh đó, các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang điều tra xem liệu Cruz có phải là một đối tượng bạo lực gia đình cực đoan, có động cơ chính trị hay không. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi bắn vào ông Trump, Cruz gần như bị mật vụ Mỹ hạ gục ngay lập tức sau khi nổ súng. Nhưng vụ ám sát hụt đã khiến nước Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị và làm xáo trộn một chiến dịch bầu cử vốn gây nhiều tranh cãi. FBI cho biết thêm, mặc dù cuộc điều tra cho đến nay cho thấy nghi phạm hành động một mình, nhưng FBI vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động điều tra để xác định xem có bất kỳ đồng phạm nào liên quan đến vụ tấn công hay không. Trước thời điểm thực hiện hành vi ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Krups đã tới một trường bắn nơi y là thành viên và tập bắn. Hôm sau, Krups tới một cửa hàng bán lẻ Home Depot nơi y mua một chiếc thang dài 1,5 mét. Y cũng ghé qua một cửa hàng súng mua 50 viên đạn. Sau đó, Krups lái chiếc xe Hyundai Sonata của mình đi khoảng một tiếng đồng hồ về phía Bắc, hòa mình vào hàng nghìn người trong vùng đổ xô tới nơi tụ tập và diễn thuyết của ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, tại Butler, Pennsylvania. Krups đỗ xe bên ngoài khu vực tụ tập này. Trong xe có chứa một thiết bị nổ tự chế được nối với một thiết bị phát sóng mà Krups mang theo. Đến đây, các điều tra viên tin rằng Krups sử dụng chiếc thang đã mua để leo lên một ngôi nhà gần đó và nhả đạn vào cựu Tổng thống Trump. Giới điều tra vẫn đang tiếp tục xác định động cơ hành động ám sát của Krups. Họ đang nghiên cứu kỹ di chuyển của Y trước vụ tấn công và cố gắng sâu chuỗi khung thời gian hoạt động của hung thủ trước khi xảy ra nổ súng. Gần 48 tiếng sau vụ nổ súng, các điều tra viên vẫn bối rối vì thiếu các đầu mối họ cần biết về não trạng và các động cơ của Krups. Các nguồn tin thực thi pháp luật chia sẻ với CNN rằng ngay cả khi đã hack thành công điện thoại của Krups và kiểm tra máy tính của đối tượng, truy xuất lịch sử tìm kiếm cũng như lục soát phòng ngủ của hung thủ, người ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy động lực về chính trị hoặc hệ tư tưởng cho hành động y bắn vào cựu tổng thống Trump. Hiện các bằng chứng mà điều tra viên tìm thấy cho thấy hung thủ có hoạt động trực tuyến điển hình như quan tâm đến mã vi tính và game điện tử. Kimberly Chito, giám đốc sở mật vụ Mỹ, ngày 15 tháng 7 thừa nhận trong cuộc phỏng vấn của đài ABC rằng công tác bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania là không thể chấp nhận được và cam kết không để diễn ra sơ suất tương tự trong tương lai. Bà Chito đưa ra phát biểu vài giờ sau khi Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas gọi vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump giữa sự kiện vận động cử tri ở Butler vào ngày 13 tháng 7 là thất bại an ninh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1981 có âm mưu ám sát nhắm vào một ứng viên Tổng thống Mỹ. Nghi phạm 20 tuổi Thomas Matthew Crooks đã bắn sượt qua tay phải của ông Trump khiến một người trên khán đài thiệt mạng và hai người khác trọng thương trước khi bị loại bỏ. Nơi nghi phạm ẩn nấp để nhắm bắn là mái nhà máy American Glass Research ARG cách nơi ông Trump phát biểu khoảng 120 mét. Điều này đặt ra câu hỏi vì sao lực lượng an ninh lại không ra soát và cử người canh gác mái nhà này trong thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử. Theo Anthony Guglielmi, phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ, ngày 14 tháng 7 cho biết lực lượng này chịu trách nhiệm trực tiếp về an ninh trong phạm vi nhất định của sự kiện, cụ thể là địa điểm tổ chức, khán giả và ông Trump. Tòa nhà nơi nghi phạm ẩn nấp để nổ súng nằm ngoài phạm vi này và thuộc trách nhiệm của cảnh sát địa phương. Ông Google Elmi cho biết việc mật vụ Mỹ phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an ninh tại các sự kiện lớn là thông lệ. Ông Google Elmi nói rằng có bốn đội chống bắn tỉa hoạt động hôm đó, hai đội từ sở mật vụ và hai đội từ cơ quan hành pháp địa phương. Còn theo bà Chito tiết lộ, chúng tôi đã nhờ đồng nghiệp địa phương đảm bảo an ninh vành đai ngoài, có cảnh sát địa phương trực trong tòa nhà đó cũng như chịu trách nhiệm an ninh ở khu vực quanh tòa nhà. Phản hồi những bình luận rằng đặc vụ phản ứng quá chậm khi người dân phát hiện nghi phạm, Giám đốc Kimberly Chito khẳng định đơn vị bắn tỉa đã đưa ra quyết định trong tích tắc để nổ súng vô hiệu hóa tay súng. Bà nói các bước tìm vị trí nghi phạm, xác định nghi phạm, nhận diện mục tiêu, và vô hiệu hóa mối đe dọa đều diễn ra trong thời gian rất ngắn, tình thế khi đó rất khó khăn. Giữa sức ép từ các chính trị gia Đảng Cộng Hòa và truyền thông Mỹ về thất bại của mật vụ Mỹ, Giám đốc Kimberly Chito khẳng định bà không có ý định từ chức vào thời điểm này do không muốn gây xáo động các kế hoạch bảo vệ yếu nhân chính trị trong mùa bầu cử Tổng thống. Giám đốc Kimberly Chito sẽ điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 22 tháng 7 xoay quanh những lỗ hổng an ninh trong bảo vệ ông Donald Trump. Cơ quan này phải nộp báo cáo toàn diện cho Hạ viện Mỹ trước ngày 29 tháng 7, bao gồm danh sách phân công đặc vụ và cảnh sát ở sự kiện. Mọi ghi âm liên lạc trong sự kiện và tất cả chỉ thị từ lãnh đạo Sở Mật vụ Mỹ liên quan vụ nổ súng. Sở Mật vụ Mỹ cũng sẽ hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Nhà Trắng. Bộ trưởng Majorcas cho biết cuộc điều tra sẽ được dẫn đầu bởi quan chức không thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và không nằm trong đội ngũ chính phủ, tránh mọi hoài nghi về tính độc lập của cuộc điều tra. một người phụ nữ không rõ danh tính gây nghi ngờ vì hành vi không giống lẽ thường khi ngồi ngay phía sau trong lúc cựu tổng thống mỹ donald trump bị nhắm bắn trong đoạn video ghi lại vụ việc người phụ nữ đeo kính dâm mặc áo trắng và đội mũ đen ngay lập tức rút điện thoại ra khi tiếng súng vang lên một mình cô này tỏ ra bình tĩnh đến đáng ngờ trong khi những người khác bao gồm cả ông trump đều cúi rạp xuống đất vì lo sợ mạng sống của mình hình ảnh về người phụ nữ làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu về vụ ám sát hụt ông Donald Trump. Một bài đăng trên mạng xã hội X kêu gọi mọi người hãy chú ý kỹ đến người phụ nữ đã nhận được hơn 19 triệu lượt xem. Một bài đăng bình luận, tiếng súng vang lên và phản ứng đầu tiên của cô ấy là rất bình tĩnh, rút điện thoại ra và quay lại toàn bộ sự việc. Đối với bạn, đó có phải là hành vi bình thường không? Một số người dùng mạng xã hội X thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng người phụ nữ đã gật đầu trước khi phát súng đầu tiên vang lên. Có người thậm chí còn cho rằng người phụ nữ là đồng phạm, mặc dù không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc này. Tuy nhiên, những người khác cho rằng, thái độ bình tĩnh của người phụ nữ là do các vụ xả súng hàng loạt xảy ra phổ biến ở Mỹ. Một tài khoản bình luận trên X, có phải chúng ta đã thờ ơ với bạo lực súng đạn ở Mỹ đến mức này không? Hãy quan sát người phụ nữ mặc đồ trắng đội mũ đen ngay phía sau ông Trump. Thay vì che chắn hoặc bảo vệ đứa trẻ phía sau, cô ấy lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi hình. Sau vụ nổ súng khiến một khán giả thiệt mạng, các nhà điều tra đang truy lùng bất kỳ manh mối nào để tìm ra động cơ khiến nghi phạm Thomas Matthew Crox, 20 tuổi, thực hiện vụ tấn công gây sốc này.